Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay rất vui vì được gặp lại, chia sẻ, vì được gặp lại mọi người và cũng như là chia sẻ mọi người những cái video về Sài Gòn á chị. Nhưng mà cũng buồn thay cái cảnh Sài Gòn ha. Quá chừng luôn nè. Kẹt xe lắm. Tư giữa Phú Thuận và Bình Tân Phát này. Triều cường bây giờ dâng lên rất là nhiều luôn á anh chị. Những cái dòng xe hơi đó. Rồi những cái dòng xe Honda đó, người ta chết máy rất là nhiều. Như ở đây là cái quán cà phê nè. Quá trời quá đất luôn. Đường Phú Thuận anh chị, đây thuộc phường Phú Thuận luôn. Đường Phú Thuận ngoài trước mặt anh chị đó là ngã tư của Quỳnh Tân Phát và đường Phú Thuận đó. Đó, một cái ngã tư giao nhau. Đó, khi bên này á là nước ngập nè, bên kia là còn ngập hơn nữa. Đó, bên kia đường ngập kinh khủng. Cái việc mà nước ngập như vậy là những cái ngã tư á là tan nhau người ta đi, dẫn đến cái tình trạng là kẹt xe quá chừng luôn. Nó có cái chú đó điều, có cái chú đó là điều tiết giao thông này, cứ chen nhau đi quá mà quá chừng luôn.
lên cầu Phú Mỹ luôn, qua khỏi cầu Phú Mỹ, ngay cầu cầu Phú Mỹ đây lên đó là mình rẽ phải đó là đường Nguyễn Văn Quỳ á anh chị, rẽ trái là đường Nguyễn Thị Thập. Đi thẳng luôn là đường Quỳnh Văn Phát đó, mình lên khu chế xuất Tân Thuận. Quá trời. Chia sẻ về những cái video mà về kinh doanh khó khăn của Sài Gòn đó. Hôm nay là quất một cái là nguyên một cái biển nước luôn. Chiếc xe gì đây? Giống Audi quá vậy. Maybach lên kệ luôn kìa. Quá trời luôn, ngập luôn. Quận 7 có cái điểm ngã tư Phú Thuận này nè. Cái lớn vô có cái ngã tư Phú Thuận này nữa thì với đường Trần Xuân Soạn mai em cũng sẽ chia sẻ với cô chú anh chị mình cái đường Trần Xuân Soạn ha, nó cái chỗ cầu Tân Thuận cũng rất ngập nhiều á. Rất là nhiều xe chết máy luôn. Tại Hồng Thủy, Sài Gòn.
từ Phú Thuận này ngày xưa là cái việc mà kinh doanh buôn bán cũng nhộn nhịp lắm, nhưng mà gần đây hầu như là người ta cắt giảm hết những cái cửa hàng đó chị, kinh doanh khó khăn đó, nói chung là người ta đóng cửa đó, những cái nền cao đó, như cái cửa hàng điện đó kìa, cửa hàng điện đó anh chị thấy kìa, người ta phải xây một cái tường ở ngoài cao lên luôn á, cái bậc ở ngoài đó, những cái manh mô. Đây là những cái chiếc xe chết máy đó. Bên đây đường anh chị, bên đây ngập sâu lắm. Trước một cái biệt thự này. Dưới nước luôn ha, thì cái thị trường ở Việt Nam mình có lẽ là sẽ mà đắt khách đó. Vỡ cái ngoặt luôn rồi, quá chừng ngập hết thân ngập luôn đó, nhiều người người ta phải dừng hẳn lại, người ta ngừng lại, có những cái xe chết máy luôn. Thảm anh chị, do là kẹt xe đó cho nên là em cũng không có qua mấy bên kia đường của Phú Thuận đó. Rồi một em này sắp sửa đi nè, em không có qua bên kia đường của Phú Thuận đó. Đi để không qua để giảm được cái tình trạng mà phim kẹt xe đang đông đó, nó chen chen qua đường cái bà con mình nó lại dừng xe nhiều khi chiếc xe đang chạy. Ở đây thì mình đi dài ra cái đường Đào Tý á anh chị, nó là kỹ thuộc một cái con đường tỷ đô á, tỷ đô mà là những cái dự án đó người ta treo ở đó, đó chưa có thi công khởi công. Vàng tung này là coi như là một cái hẻm 803 này, khu phố văn hóa hấp thân ha. Có nhiều người ta sợ chết máy, ta chạy nhanh, nó vô tình nó tạt lại những người đi cùng. Đôi lúc là nói ở quận 7 rất là giàu anh chị, quận 7 giàu ở chỗ khu Mỹ Hưng thôi, còn khu kinh tế là có khu chế xuất Tân Thuận, chứ còn mấy chỗ khác thì cũng thê thảm lắm. Đây cũng thuộc là khu dân cư Nam Long nè, nhưng mà nước ngập quá trời luôn á. Xích vô trong thì có những cái chung cư Ngọc Lan, dài nguyên cái con đường Phú Thuận này đó. Đi thẳng vô nữa là đường Đào Tý đó, quá trời nước ngập luôn đó. Tới đầu gối luôn. Ướt đít luôn rồi. Nít xăng này chạy dữ quá. Tung tung gỡ cọc rác, tung dép dép. Anh nãy
nhảy trong một phát quá trời. Dạ rồi, video cập nhật về đường Phú Thuận cũng như là ngã tư Phú Thuận với mình Tấn Phát anh chị buổi chiều đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã cùng em mình theo dõi một cái nỗi khổ của bà con ở khu vực này, thì quá trời ngập luôn mà. Đây là hẻm 803 nè.